Quay đi. Quay đi. Nhưng đồng ý định tiếng lên vào bà nói này. Bà nhìn bà, nhìn này bà nhìn cái câu chuyện bỏ gì kìa, nhìn nhau đi đấy, câu chuyện nó bỏ gì đấy. Cuộc sống của 10 năm các bạn nhỉ, có được 10 năm không? 20 năm nữa. 20 năm nữa. Tưởng 10 năm nữa. Cố gắng 10 năm nữa nhá. Chờ lãm lấy vợ đó. Công nhận mà chờ lãm lấy vợ anh. Không, 10 năm nữa. Lãm thì đến 5 năm nữa. Đấy, đến 5 năm nữa đấy. Cái cháu mấy năm nữa lấy chồng bà? Cái ly mấy năm nữa lấy chồng? Cái ly thì mấy năm nữa lấy chồng? Cái ly ấy. Có vẻ còn lâu chứ chồng. Bà bảo đi. Nghe dài quá. Bà nó bảo là nhạc chỉ 5 năm nữa là đến bà thôi. Mà tôi sẽ 10 năm nữa nhé. Mà không thể nhạc chỉ 5 năm nữa đâu. Tôi đi à? Không, tôi đã. Giờ cứ ăn được một bữa là 2 bát cơm là được 10 năm nữa. Ăn 2 bát cơm bà. Ăn được.